Bạn đang muốn tham gia bảo hiểm, nhưng không biết tham gia bao nhiêu là đủ. Bạn là một đại lý bảo hiểm, nhưng đang không biết số tiền bảo hiểm bao nhiêu là phù hợp cho khách hàng. Video này là dành cho bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Luân Lương, Lương Thư viện Bảo hiểm. Hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ một khái niệm rất quan trọng khi bạn quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đó là khái niệm trách nhiệm tài chính. Trách nhiệm tài chính được hiểu là trách nhiệm chu cấp, phụ cấp tiền cho bản thân hoặc người phụ thuộc trong trường hợp bản thân người đó gặp rủi ro về sức khỏe như tai nạn hoặc bệnh tật những rủi ro sức khỏe này khiến một người không thể tạo ra thu nhập được nữa lúc này họ sẽ cần một khoản tiền đủ lớn để trang trải những chi tiêu bắt buộc cho bản thân hoặc những người phụ thuộc khác đây chính là cơ sở quan trọng để tính toán số tiền bảo hiểm khi bạn quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ vậy làm thế nào để tính toán được khoản trách nhiệm tài chính này Trước tiên, chúng ta phải tính trách nhiệm tài chính của bản thân, rồi sau đó cộng thêm trách nhiệm tài chính của bản thân với những người phụ thuộc khác. Người phụ thuộc thường bao gồm con cái dưới 22 tuổi chưa thể tự lập, cha mẹ già không có lương hưu. Trách nhiệm tài chính của bản thân thường bao gồm: 1. Chi phí dự phòng y tế cho bản thân nếu chẳng may ốm đau, tai nạn. 2. Các khoản vay mà bản thân đứng tên hoặc có trách nhiệm chi trả. Trách nhiệm tài chính đối với người phụ thuộc thường bao gồm 1. Khoản phụ cấp hoặc chu cấp cố định hàng tháng dành cho người đó. 2. Chi phí dự phòng y tế nếu chẳng may người đó ốm đau, tai nạn. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng xét một ví dụ minh họa để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính trách nhiệm tài chính. Giả sử anh Nguyễn Văn A, à, 37 tuổi, có hai con nhỏ và cha mẹ già hết tuổi lao động. Con gái lớn 6 tuổi, con trai nhỏ 1 tuổi. Mẹ 58 tuổi, không có lương hưu bố 63 tuổi, có lương hưu. Anh A có khoản vay mua nhà là 1 tỷ, trả góp trong vòng 10 năm. Mỗi tháng thanh toán 12 triệu đồng, cả gốc và lãi. Chi phí điều trị y tế trung bình của người Việt Nam là khoảng 3 triệu đồng mỗi năm. Vì thế, chúng ta tạm tính số tiền dựa phòng y tế của anh A là 300 nghìn mỗi tháng. Vậy trách nhiệm tài chính đối với chính bản thân anh A sẽ là 12 triệu 300 nghìn đồng Giờ hãy tính trách nhiệm tài chính của anh A với những người phụ thuộc, tức con cái nhỏ và cha mẹ già. Đối với con cái, mỗi tháng anh A cần dành ra 10 triệu đồng để chi những khoản bắt buộc cho hai con bao gồm: 1. Tiền sinh hoạt hàng tháng. 2. Tiền học phí của hai con. 3. Chi phí dự phòng y tế cho hai con. Khoản tiền này thông thường sẽ tăng theo thời gian, nhưng ta tạm tính là sẽ không thay đổi cho đến khi các con trưởng thành, tức khoảng 22 tuổi, khi các con tốt nghiệp đại học. Đối với cha mẹ, do mẹ của anh A không có lương hưu, mỗi tháng anh cần chu cấp cho bà một khoản là 5 triệu đồng dành cho: 1. Chi phí sinh hoạt. 2. Chi phí dự phòng y tế cho mẹ của anh. Vậy chúng ta có thể thấy, mỗi tháng anh A bắt buộc phải dành ra một số tiền là 12.300.000 triệu 300 nghìn đồng cho khoản vay và chi phí y tế cho bản thân, 10 triệu đồng cho hai con và 5 triệu đồng dành cho mẹ già. Tổng số tiền sẽ là 27.300.000 triệu 300 nghìn đồng mỗi tháng tương đương 327 triệu 600 ngàn đồng mỗi năm. xét về mốc thời gian, anh A có các mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời mình như sau: 1. khi con gái lớn bắt đầu tự lập, tạm tính khi con 22 tuổi, tức là 16 năm sau. 2. khi con trai út bắt đầu tự lập, tạm tính khi con 22 tuổi, tức 21 năm sau. 3. khi cha mẹ già qua đời, tạm tính độ tuổi 80. Lưu ý, tuổi đời trung bình của người Việt Nam hiện nay là 76 tuổi. Đến đây, có 3 cách tính trách nhiệm tài chính của anh A à như sau. Cái thứ nhất, dựa vào khoảng thời gian dài nhất mà người này phải gánh vác trách nhiệm tài chính. Trong trường hợp này là trách nhiệm với con trai út, tức thời gian 21 năm. Vậy tổng mức trách nhiệm tài chính tạm tính cho anh A à là 21 năm nhân với 327 triệu 600 000 đồng mỗi năm, bằng 6 tỷ 879 triệu 600 000 đồng. Cách thứ hai, thay vì tính tổng mức trách nhiệm cho khoảng thời gian dài nhất, chúng ta chỉ tính mức trách nhiệm của người này trong khoảng 5 năm. Tại sao lại là 5 năm? Vì theo thống kê, một gia đình trung bình sẽ mất 3 đến 5 năm để phục hồi tài chính sau các biến cố lớn như mất đi người trụ cột trong gia đình. Cho nên, 5 năm chi tiêu bắt buộc là một con số khá an toàn và hợp lý. Tính theo cách này, mức trách nhiệm tài chính của anh A sẽ là 5 năm nhân với 327 triệu 600 nghìn đồng mỗi năm, bằng 1 tỷ 638 triệu đồng. Cách thứ ba và là cách đơn giản nhất trong trường hợp này. Chúng ta dựa vào chính giá trị khoản vay mà người này đang gánh. Nếu tính theo cách này, trách nhiệm tài chính của anh A là 1 tỷ đồng. Giả sử chúng ta áp dụng cách tính thứ hai và áp dụng vào sản phẩm bảo hiểm món quà tương lai của Manulife Việt Nam. Trách nhiệm tài chính của anh A là khoảng 1,6 tỷ đồng cho 5 năm tới. Đây chính là số tiền bảo hiểm cho quyền lợi tử vong và thương tật mà anh A cần tham gia Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính lúc này sẽ khoảng 1,6 tỷ đồng. Phí bảo hiểm của sản phẩm chính của Anna, 37 tuổi sẽ ở khoảng 15 đến 20 triệu đồng mỗi năm. Hy vọng đến đây các bạn đã hiểu về cách tính số tiền bảo hiểm phù hợp cho bản thân cũng như khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng comment bên dưới. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những video mới trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại